Bà con và các bạn xem đài thân mến, nuôi lươn sinh sản là mô hình mới mẻ cho hiệu quả kinh tế cao. Nét mới ở đây là mô hình nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp, không phụ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên giá đắt đỏ. Lươn giống được sản xuất quanh năm. Khác với trước đây, lươn giống được đánh bắt ngoài thiên nhiên, chất lượng kém, tỷ lệ hao hụt cao, người nuôi có thể thua lỗ. Ở Tây Ninh đã xuất hiện mô hình nuôi lươn giống, bước đầu mang lại hiệu quả. Trang trại nuôi này sẽ mở rộng quy mô trong thời gian tới, bảo đảm cung cấp đủ lượng giống cho người có nhu cầu chăn nuôi ở địa bàn. Liên quan vấn đề nêu trên, mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự Hiệu quả mô hình nuôi lươn giống. Trước đây ở lĩnh vực nuôi lươn, người chăn nuôi luôn gặp khó khăn trong khâu tìm mua con giống. Thời điểm đó, hầu hết lươn giống được bắt từ ngoài tự nhiên. Khi đem thả nuôi trong ao, trong bể ở trang trại nuôi, thường bị hao hụt rất nhiều, nguy cơ thua lỗ rất cao. Thời gian gần đây, một số người nuôi lâu năm đã đúc kết kinh nghiệm cho lươn sinh sản thành công, nguồn lươn giống dần dần bớt khan hiếm. Những năm trước, gia đình chị Hồ Thị Anh Đào ở khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh từng nuôi chim cút sinh sản với số lượng lớn. Qua 5 năm nuôi cút, tuy có thu nhập khá, nhưng chị thấy rằng giống vật nuôi này phụ thuộc nhiều yếu tố thị trường dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm, có thể xâm nhập dẫn đến tiêu hủy hoàn toàn đàn vật nuôi bất cứ lúc nào. Gia đình chị Đào nuôi ý định đến tìm vật nuôi khác, an toàn và có thu nhập ổn định hơn. Học hỏi từ nhiều nguồn, vợ chồng chị Đào mạnh dạn đầu tư cơ sở nuôi lươn không bùng. Đến đầu tháng 5 năm 2021, đã thả nuôi những cặp lươn giống đầu tiên mua tận các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đến nay, qua nhiều đợt xuất bán lươn giống, lươn thịt, cơ sở nhà chị Đào còn đang tăng lượng đàn lươn giống ở nhiều độ tuổi, nhiều kích cỡ cho nhiều cơ sở chăn nuôi khác đã đặt hàng. Lúc trước thì đam mê lâu rồi, mấy năm rồi, chứ cũng coi trên mạng, rồi bắt đầu em mua về, em nuôi rồi là học kỹ thuật từ từ, rồi cũng có anh em ở trên mạng đó, mình kết nối, rồi mình hỗ trợ lẫn nhau, rồi bắt đầu em bước vào em nuôi nay được 5 tháng, là nay là lươn giống lẫn lươn thịt, thì thấy cũng hiệu quả, bước đầu là hiệu quả, em đã xuất được 30.000 con. Hiện tại giờ trong trại là còn khoảng hơn 50.000 con. Và cuối tuần sau thì em xuất đi Thanh Hóa 13.000 con nữa. Rồi còn Tân Châu đồ đặc lẻ tẻ rồi cũng 10.000. Cũng nhiều hộ gia đình nhỏ nhỏ cứ 2.000, 3.000, 5.000 cũng có. Cũng có đặt hàng hết rồi. Theo kinh nghiệm người nuôi lâu năm, khó nuôi nhất là con lươn giống mua về từ người bán đánh bắt ngoài tự nhiên. Đây là những con lươn giống già tuổi, tập tính còn hoang dã, chưa thích nghi môi trường trong ao bể nuôi, kích cỡ trọng lượng con giống không đồng đều nên cũng khó chăm sóc. Hơn nữa, do lươn giống bị đánh bắt bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có cả bằng dụng cụ xung điện, mồi thuốc, nên con giống không đều, tỷ lệ hao hụt lớn, hiệu quả nuôi không cao. Sơ lược về quy trình nuôi lươn giống, chị Đào chia sẻ. Đầu tiên thì mình bắt giống vô, mình thả đúng một tháng thì mình vớt trứng. Nó có trứng thì mình vớt vô rửa rồi vệ sinh. Bắt đầu mình bỏ vô nhà ấp. Trước khi vớt là mình phải nhìn coi mình cái bọt trứng nó đỏ. Trứng nó đỏ rồi mình mới vớt. Nó vô thì khoảng vớt một đỏ vô thì khoảng 3 ngày bắt đầu nó nở. Nở mình tách con ra từ từ. Mình tách con ra. Còn cái trứng nào nó nở sau thì cứ vậy liên tục mình làm vậy đó. Thôi mình lắp nó ấu ra nó thì nó hết cái nõn hoàng trong cái bụng đó. Rồi mình tập cho nó ăn, bắt đầu ăn trùng chỉ. Nó ăn trùng chỉ nó cứng cáp được khoảng 3 tuần. Bắt đầu cho nó tập ăn cám thức ăn. Như là trùng quế. Muốn nó nhanh thì mình ngày cho ăn 2 lần. Còn sợ thời gian cực thì ngày cho ăn lần. Nhưng mà ở đây thì mình kinh tế, mình làm ngày cho ăn 2 lần cho nó nhanh, hiệu quả hơn. Khi nào nó lớn mình đưa vô trại trong này là khoảng 3 tháng là mình con nó đạt xây 500 kg, thì là mới bắt đầu mình xuất được rồi. Tùy theo khách nó đạt có xây 1.000 kg, ngàn con một vô 1 kg. Có người thì ta đạt xây 700-800 con vô 1 kg vậy đó. Mình cứ theo đó mình lượt con cái mình đếm giao cho khách hàng. Theo kinh nghiệm nuôi của chị Đào, bệnh ở con lươn chủ yếu là bệnh đường ruột, người nuôi cần chú ý lúc cho lươn ăn. Thấy chúng ăn quá nhiều không hẳn là tốt,
chỉ nên cho chúng ăn vừa đủ hoặc no ít hơn một chút là an toàn, vì ăn quá no sẽ dễ bị bệnh đường ruột hơn. Thà cho chúng đói chứ không cho chúng dư ăn. Lươn giống chúng ưa ở sạch, vì thế trước khi cho ăn phải vệ sinh, thay nước trong khay nuôi sao cho sạch sẽ, sau đó 30 phút mới cho chúng ăn. 2 giờ sau khi ăn, tiếp tục vệ sinh khay nuôi bằng cách thay nước sạch vào. Nếu cho ăn mỗi ngày 2 lần, phải vệ sinh thay nước 4 lần. Sắp tới đây, chỉ đạo mở rộng trại nuôi, lắp đặt hệ thống lọc nước tuần hoàn nhằm nâng cấp cải tiến khâu vệ sinh. Nhận định về giá cả thị trường đối với con lươn, chị Đào cho biết thêm, thời gian trước đây, giá lươn thịt, lươn thương phẩm rất ổn định ở mức cao, bình quân không dưới 180.000 đồng một kg, người nuôi luôn có lãi. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên giá lươn giống lẫn lươn thịt sụt giảm. Khi trở lại trạng thái bình thường, giá lươn chắc chắn ổn định, người nuôi thu được lãi cao hơn so với một số vật nuôi khác. Hiện tại, lươn giống kích cỡ 500 con một kg có giá 5.000 đồng một con, lượng người đặt mua tăng dần. Trên địa bàn thành phố Tây Ninh thì cũng phát triển một số cái loại hình chăn nuôi gia súc gia cầm. Riêng cái thủy sản thì chỉ có cặp cái tuyến kinh Tây. Chủ yếu là nuôi những cái đối tượng quen thuộc, không có đối tượng mới. Khoảng thời gian khoảng 2 năm trở lại đây thì trên địa bàn phường 1 của thành phố Tây Ninh có cái mô hình nuôi lươn của gia đình chị Đào. Ở đây cái nét mới của mô hình này là cái lươn nuôi theo phương pháp công nghiệp, sử dụng thức ăn công nghiệp chứ không có phụ thuộc thức ăn tự nhiên. Mặt khác nữa là chủ động được cái nguồn giống. Trước đây thì muốn nuôi lươn là phải phụ thuộc vào cái nguồn giống ngoài thiên nhiên. Giống mà đánh bắt ngoài thiên nhiên thì cái chất lượng của nó sẽ không đảm bảo. Nếu như bắt bằng cái xung điện hoặc là bằng cái mồi thì sẽ ảnh hưởng tới cái tỷ lệ sống của con giống. Riêng cái mô hình của nhà chị Đào thì nuôi cái lươn đã được ương nuôi trong hầu, lấy trứng và ấp nở lươn con, do đó là cái tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn. Đồng thời là cái quá trình nuôi thì đã thuần cho nó ăn cái thức ăn hỗn hợp, thức ăn công nghiệp, do đó là không có phụ thuộc vào cái nguồn thức ăn tự nhiên. Do đó đây là một cái mô hình mới và tương đối là dễ áp dụng cho bà con nếu mà có nhu cầu. Trung tâm khuyến nông Tây Ninh đánh giá cao hiệu quả mô hình nuôi lươn này. Ông Huỳnh Văn Cư, trưởng trạm khuyến nông thành phố Tây Ninh khẳng định, nuôi lươn theo phương pháp truyền thống như trước đây hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống đánh bắt ngoài tự nhiên, tỷ lệ sống rất thấp, có khi chỉ đạt 50%. Còn nuôi theo phương pháp ấp trứng để nở cho con giống như mô hình này, tỷ lệ sống đạt từ 80 đến 90%. Ngoài ra, nguồn lươn giống bắt ngoài tự nhiên, chúng chỉ ăn thức ăn tươi ngoài tự nhiên, người nuôi phải dùng cá tươi xay nhuyễn, trộn thêm các loại bột dinh dưỡng khá phức tạp, trong khi nguồn thức ăn tươi ở địa phương ngày càng hiếm và đắt đỏ. Mô hình nuôi lươn của chị Đào cho lươn ăn bằng thức ăn công nghiệp, chúng đã quen từ lúc nhỏ. Người nuôi luôn chủ động được nguồn thức ăn, chi phí thấp, giảm giá thành, tất nhiên thu lợi nhuận cao hơn. Đây là mô hình phù hợp với các hộ chăn nuôi có diện tích chuồng trại nhỏ hẹp. Người nuôi có thể đầu tư chuồng trại theo quy mô vừa hoặc nhỏ. Nguồn giống ngày nay không còn khan hiếm, giá cả hợp lý. Trại nuôi của chị Đào sẽ cung cấp số lượng lươn giống ổn định quanh năm. Bà con và các bạn xem đài thân mến, chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.